và sới bạc trong căn nhà quyết tâm xây dựng gia đình văn hóa. Tổng cộng 23 đối tượng bị bắt quả tang tại hai sới bạc ở tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Ngày 28 tháng 3, Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đang xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bên trong căn nhà có treo tấm bảng phía trước với nội dung quyết tâm xây dựng gia đình văn hóa. Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Vĩnh Long phối hợp với Công an phường 2 bắt quả tang 8 đối tượng đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền bên trong căn nhà mở, quán cà phê không tên, nằm sâu ở con hẻm Lê Thị Hồng Gấm. Tại hiện trường, Công an tạm giữ 3 hột xí ngầu, một bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu và số tiền 3,2 triệu đồng trên chiếu bạc. Kiểm tra trên người nhóm đối tượng và khu vực xung quanh, Công an tạm giữ trên 47 triệu đồng. Trong khi đó, lúc 22 giờ 20 phút ngày 27 tháng 3, từ tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ bắt quả tang điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền do Lê Đình Thanh Luận, sinh năm 1981, ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, tổ chức tại nhà. Tại sới bạc này, lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản 15 đối tượng, đa số là nữ, đang tham gia đánh bạc, tạm giữ trên 127 triệu đồng, 9 xe máy và 14 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan. Theo cơ quan công an, các đối tượng tham gia là dân cờ bạc chuyên nghiệp ở nhiều địa bàn kéo về địa chỉ trên để sát phạt. Phòng Cảnh sát Hình sự đã đề nghị những người liên quan về Công an quận Ô Môn để làm rõ, xử lý theo quy định.